Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Văn Tình Tây Đô. Và hôm nay thì tiếp tục trong cái series so sánh hai sản phẩm xe tải Jac N900 và sản phẩm xe tải D8 đồng vàng. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng đến một cái video mà tôi sẽ so sánh riêng về phần động cơ của hai sản phẩm ở đây, để cho các bác tài có những cái thông số cụ thể nhất để chúng ta đem ra so sánh nhá. Đầu tiên chúng ta hãy đến với cái động cơ của xe tải Jac N900 trước. Với tải trọng là 9 tấn, thùng hàng dài 7m1 thì Jac N900 được trang bị động cơ Cummins cộng với hộp số phát của Mỹ. Đây là một động cơ cũng như là hộp số đồng bộ của Mỹ. Và cái động cơ này thì nó đưa ra cái thông số như sau. Đó chính là công suất là 160 PS, mô men xoắn là 600 Nm. Và nó đưa ra cái mức tiêu hao nhiên liệu khi đã có tải và điều hòa là 17 đến 18 lít trên 100 cây. Với cái động cơ Cummins này thì ở trên thị trường hiện nay, các bác tài hoàn toàn có thể biết được rằng là động cơ này nó được sử dụng có phổ biến hay không. Thì hiện tại là Cummins này chỉ đa số được nắp ở trên xe tải của Jac và xe khách GAT của Nga. Tức là chỉ có duy nhất hai dòng xe đó thôi. Và vì thế cho nên là về cái độ phổ biến của nó thì cũng không cao. Và động cơ này thì khi mà các bác tài mà gặp vấn đề về bảo hành bảo dưỡng thì chúng ta sẽ hơi khó khăn một chút, bởi vì là nó không sẵn phụ tùng đắt. Và hơn nữa rằng do cái này nó chưa phổ biến, vì thế cho nên là khi mà các bác tài xảy ra vấn đề hỏng hóc thì thợ thì không phải là thợ nào cũng biết. Mà nhất là cái thế hệ máy điện mới này ấy, thì nó cũng khá là phức tạp, không phải là cứ cắm máy vào là đoán được bệnh đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động cơ của xe tải D8. Động cơ trên xe tải D8 thì sẽ được trang bị là động cơ Yuchai thế hệ mới các bạn nhé. Đây là động cơ thế hệ mới, bởi vì là những cái thế hệ cũ ví dụ như đã được sử dụng trên là Dongfeng, Hoàng Huy hoặc là Trang Long Hải Âu hay là Taco Linh rồi. Và đấy là những cái động cơ từ trước rồi. Bây giờ nó đã cập nhật tất cả các cái tính năng hiện đại, công nghệ hiện đại ở trên cái động cơ này. Cho nên đây được gọi là động cơ thế hệ mới. Và động cơ này thì được kết hợp với hộp số cặp bài hoàn hảo, đó chính là hộp số Ollin của Đức. Và hai cái động cơ cũng như hộp số này khi kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo thành một cái khối làm việc liền mạch, và nó sẽ không có độ trễ, không có sai số khi truyền lực từ động cơ sang hộp số. Và động cơ này thì có cái công suất cũng ngang ngửa với Jac là 160 PS, nhưng mà về cái mô men xoắn ấy, nó lại có sự chênh lệch đáng kể, đó là 650 Nm. Và đối với dòng xe tải thì cái thông số quan trọng nhất có lẽ là cái mô men xoắn, bởi vì là mô men xoắn thì nó sẽ thể hiện cái sức kéo tải chứ không phải là công suất. Với những dòng xe mà thiên về công suất lớn nhiều hơn thì nó sẽ thiên về tốc độ chứ nó không phải là thiên về cái sự kéo tải đâu. Cho nên là nếu mà muốn cái công suất lớn thì chúng ta thường thấy là nó ở những cái dòng xe đua thì công suất nó sẽ lớn, còn xe tải thì phải là mô men xoắn lớn. Và với cái động cơ này thì khi bác tài chạy thực tế đã có tải có điều hòa thì là sẽ là 13 lít trên 100 cây. Rất là tiết kiệm nhiên liệu các bác tài nhé, bởi vì nó cũng được thay thế cái hệ thống bơm khác rồi. Hiện tại ở cái phần động cơ thì bơm nhiên liệu đang được thay là bơm bốt cao áp của Đức với thế hệ mới là bơm là 1600 BAR, và nó lén cái nhiên liệu dưới cái áp suất cao, sau đó nó phun ra với hệ thống kim phun trí lỗ, cho nên nhiên liệu sẽ được lén và phun ra với dạng phân tử nhỏ nhất có thể để giúp cho cái nhiên liệu được phun tơi hơn, đốt cháy triệt để hơn, và nó tạo ra cái mức tiêu hao nhiên liệu cực kỳ hấp dẫn là 13 lít trên 100 cây. Vừa rồi thì tôi cũng đã so sánh giới thiệu qua một chút về cái thông số của hai động cơ của xe tải Jac N900 và D8 đồng vàng để cho các bạn có thể biết. Và bây giờ chúng ta sẽ so sánh thực tế hơn. Về công suất thì hai cái động cơ này là đang ngang ngửa nhau, đều là 160 PS. Về mô men xoắn thì có sự chênh lệch rõ ràng, đó là D8 thì là 650 Nm, trong khi xe tải Jac chỉ 600. Tức là về cái sức kéo tải thì D8 đang mạnh hơn rất là nhiều. Và ở xe tải thì các bạn hãy chú ý nhiều đến cái thông số là mô men xoắn. Và tiếp theo là mức tiêu hao nhiên liệu. Thì Jac N900 là 17 cho đến 18 lít trên 100 cây, có tải có điều hòa, tôi gọi hẳn 18 lít đi. Ở D8 đồng vàng là 13 lít trên 100 cây. Như vậy là đưa hai sản phẩm này ra để so sánh trong 100 cây là đã có sự chênh lệch là 5 lít, D8 tiết kiệm hơn 5 lít. Và với cái dòng xe tải mà tải trọng lớn như thế này, các bạn chạy mỗi một quốc hàng chắc chắn nó sẽ rất là dài, tối thiểu nó cũng sẽ rơi vào khoảng độ từ 400 cho đến 500 cây. Tôi cứ tính là 400 cây đi. Như vậy là sự chênh lệch về mức tiêu hao nhiên liệu của hai sản phẩm này trong một ngày các bạn chạy khoảng 400 cây thì sẽ là khoảng 20 lít dầu. Và bây giờ thì cái mức giá của dầu đang khoảng 21.000 một lít, và nhân với 20 lít thì các bạn sẽ ra khoảng độ 420. Và mỗi tháng các bạn chỉ cần chạy là 25 công thôi, chưa tính là các bạn phải chạy đủ đâu. Thì 4 nhân với 25 là các bạn sẽ chênh lệch 10 triệu tiền dầu. Sử dụng D8 thì sẽ tiết kiệm được 10 triệu tiền dầu trong một tháng, và một năm là 120 triệu. Như vậy là chỉ xong khoảng độ từ 5 cho đến 6 năm là các bác tài có thể để ra được một con xe D8 rồi. Còn xe tải Jac thì sẽ tốn hơn rất là nhiều các bác tài nhá. Tiêu chí của các bác tài khi lựa chọn một sản phẩm xe tải về phần động cơ thì đầu tiên là nó phải khỏe, thì hiện tại D8 đang có ưu thế hơn. Thứ hai là phải tiết kiệm nhiên liệu, thì D8 cũng đang tiết kiệm hơn xe tải Jac N900, cứ 100 cây là tiết kiệm hơn 4 lít. Và thứ ba nữa là về cái độ phổ thông, nhiều người dùng, dễ bảo hành bảo dưỡng thì hiện tại D8 cũng đang nổi trội hơn. Bởi vì động cơ trên xe tải D8 là động cơ Yuchai, và động cơ Yuchai này thì đang được rất nhiều các tập đoàn xe nổi tiếng nắp, ví dụ như là Trang Long, Hải Âu, Dongfeng, Hoàng Huy hoặc là tập đoàn Thaco cũng đang nắp trên các chiếc xe Ollin. Và thậm chí là rất nhiều các cơ sở nhà máy liên tiếp trong năm 2024 của tập đoàn Dongfeng được mở ra để chuyên cung cấp phụ tùng cho dòng xe tải Dongfeng sử dụng động cơ Yuchai. Vì thế cho nên các bác tài rất yên tâm khi mua sản phẩm xe tải D8 này. Có lỗi lầm gì về phần động cơ, các bác tài yên tâm rằng phụ tùng luôn có sẵn và rất là rẻ. Các bạn yên tâm nhé. Còn với Jac N900 thì động cơ Cummins chỉ đang duy nhất được nắp trên xe tải Jac và chiếc xe khách GAT của Nga. Vì thế cho nên là cái độ phổ biến của động cơ này nó không nhiều, phụ tùng không sẵn. Khi các bạn mua thì phụ tùng nó sẽ hơi đắt và đợi rất là lâu ngày. Và ngoài ra thì với cái độ phổ biến không cao của nó thì khi mà mang đến để cho thợ kiểm tra ấy, thì không phải bác thợ nào cũng sẽ bắt được bệnh của cái động cơ này luôn. Đó. Và vừa rồi thì tôi cũng đưa ra những cái thông số thực tế và cũng như là cái sự phổ thông về hai chiếc động cơ của xe tải Jac N900 và D8. Các bác tài thấy sao về cái video so sánh của tôi về cái động cơ xe tải D8 và Jac N900 ở đây? Các bạn có thể để lại ý kiến ở dưới phần comment để tôi có thể tham khảo thêm, và chúng ta sẽ tiếp tục so sánh xe tải Jac N900 và D8 ở những bộ phận tiếp theo các bác tài nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác tài ở những video tiếp theo. Xin chào.